Tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm tra rủi ro phòng ga tại tòa nhà Moyaphone. Kiểm tra ngăn ngừa rủi ro là công việc thường ngày. Sau khi kết thúc công việc nấu bếp, hệ thống cung cấp ga sẽ được khóa. Như vậy, nhân viên kỹ thuật sẽ đến và kiểm tra. Dụng cụ chúng ta cần mang theo là bình dung dịch xà phòng. Ta bơm dung dịch này lên tất cả các mối nối, khớp nối, các thân van và tay van đã được khóa. Xem có bị rò rỉ hay không. Đồng thời sử dụng các giác quan như nhìn, ngửi, vân vân, cố gắng phát hiện xem có hiện tượng rò rỉ của ga hay không. Nếu không có phát hiện rò rỉ thì hệ thống ga đã được khóa an toàn. Nếu phát hiện rò rỉ thì lập tức thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy trình ngay. Giờ tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm tra rủi ro phòng ga. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.